Phương Oanh tố vợ sắc bình dựa hơi mình là người nổi tiếng, khẳng định không vi phạm luật. Phương Oanh vừa chia sẻ dòng trạng thái mới, đồng thời cho rằng vợ sắc bình đang cố tình dựa hơi người nổi tiếng. Luật sư Phạm Thị Thu, giám đốc công ty luật số 1 Hà Nội, đoàn luật sư thành phố Hà Nội chia sẻ chuyên môn về vụ việc điện viên Phương Oanh và sắc bình hẹn hò khi sắc bình chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Phương Oanh đặt tựa đề dòng trạng thái là sự thật. Cô chia sẻ đây không phải là lời giải thích, mà là phân tích tường tận câu chuyện drama vừa rồi của Oanh để mọi thứ được sáng tỏ. Còn hiểu theo hướng nào thì tùy mỗi người nhé. Dưới đây là tin nhắn bạn gái cũ anh ấy gửi cho Oanh mấy ngày trước. Lý do gửi thì chuyện không liên quan nên Oanh không chia sẻ. Tức là trước khi đến với Oanh, anh Bình cũng đã yêu một số người, nhưng lúc đó chị ta lại không hề thượng tôn pháp luật hay tỏ ra đau buồn trách giận. Thậm chí gần đây còn động viên anh ấy cứ thoải mái yêu đi để được chăm sóc và mỗi người có cuộc sống riêng, nghe thật cao thượng. Phương Oanh cho biết vì thái độ của vợ sắc bình nên nam doanh nhân mới tưởng và không đề phòng. Sắc bình không nghi ngờ vợ, kể cả khi người phụ nữ này quyết định chậm trễ trì hoãn việc ly hôn. Đồng thời, Phương Oanh khẳng định người yêu có đạo đức, không bao giờ nói xấu tình cũ. Nữ diễn viên cũng cho rằng Minh không vi phạm pháp luật. Oanh tôn trọng quá khứ của anh và không bao giờ bận tâm đến những điều đó. Nên hai người cứ thế đàng hoàng yêu, bạn bè và gia đình hai bên đều biết và ủng hộ. Thậm chí con trai anh ấy cũng đã gặp và chơi với Oanh. Cả hai chỉ chưa muốn chia sẻ công khai mối quan hệ hẹn hò tìm hiểu, cho đến khi những hình ảnh chụp trộm bị tung lên mạng thì mới lên tiếng xác nhận. Cho đến hiện tại chúng tôi chưa kết hôn nên không có chuyện vi phạm chế độ một vợ một chồng và pháp luật hôn nhân gia đình. Ngoài ra, người đẹp này cũng phân tích lý do vợ sắc bình quay ngoắt thái độ. Theo Phương Oanh viết, nguyên nhân là để dựa hơi người nổi tiếng. Vấn đề ở đây là tại sao trước kia anh ấy có những người khác thì chị ta không thượng tôn pháp luật, không vì con để dứt điểm thủ tục ly hôn. Mà chỉ khi chúng tôi đến với nhau thì chị ta mới thượng tôn pháp luật, tỏ ra tổn thương đau buồn và có những lời lẽ ám chỉ để mọi người lầm tưởng Oanh cướp chồng của chị ta. Nói đến đây là thấy dễ hiểu rồi phải không? Vì Oanh là người nổi tiếng, chỉ có dựa vào điều này thì mới biến chị ta từ một người chả mấy ai biết đến ngoài cái danh vợ sắc bình trở thành một nữ cường đứng lên vì con được nhiều người biết đến. Không chỉ vậy, Phương Oanh còn lên án hành động dùng con để đạt mục đích của vợ sắc bình. Cuối cùng, Phương Oanh tâm sự, Oanh đã từng định giữ im lặng để mọi việc dần lắng xuống. Nhưng suy cho cùng, danh tiếng và hình ảnh bao năm Oanh tự lực xây dựng, giữ gìn giờ bị chà đạp như vậy thì Oanh không thấy cam tâm. Đằng nào cái gì mất thì cũng mất rồi, Oanh cũng không hy vọng sau khi công khai những thông tin này sẽ lấy lại được cái gì, chỉ là cảm thấy chị ta không xứng đáng để Oanh im lặng. Vậy nên cuối cùng Oanh quyết định đứng lên để bảo vệ lựa chọn của mình. Nếu chị ta chiến đấu để đòi thêm tài sản vì đồng tiền, thì Oanh đứng lên để bảo vệ danh dự và tình yêu của mình. Chia sẻ của nữ diễn viên tiếp tục nhận những ý kiến trái chiều. Có nhiều ý kiến cho rằng Phương Oanh phân bua đúng sai nhưng càng nói càng sai và đó không phải cách hành xử thông minh. Về mặt pháp luật, chị sai, anh Bình sai, mà chúng ta phải sống theo pháp luật. Nhiều người có cùng quan điểm, Oanh càng nói càng gây thất vọng và chứng tỏ là thiếu hiểu biết về luật pháp. Ồn ào tình cảm của nữ diễn viên Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình thu hút sự chú ý của dư luận. Suốt thời gian vừa qua, các bên liên quan liên tục có những động thái đáp trả khi vướng lùng xùm tình cảm. Megan thích du lịch sang chảnh và tiêu chuẩn chọn chồng 3H. Phương Oanh từng chia sẻ rằng vì đặc thù công việc của mình nên cô cần một người đàn ông thấu hiểu và động viên, ủng hộ con đường sự nghiệp. Chia sẻ, Phương Oanh từng cho biết tiêu chuẩn chọn chồng của mình phải đáp ứng 3H bao gồm hiểu, hợp và hơn. Nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân bộc bạch rằng vì đặc thù công việc của mình nên cô cần một người đàn ông thấu hiểu và động viên, ủng hộ con đường sự nghiệp. Để có thể cùng nhau hạnh phúc lâu dài, Phương Oanh mong muốn đồng hành với đối tượng đồng điệu về tâm hồn lẫn quan niệm sống. Ông xã tương lai cũng phải khiến nữ diễn viên nể phục bởi những hiểu biết, kiến thức uyên bác ở nhiều lĩnh vực. Tôi biết khi đặt ra tiêu chí như vậy, mình sẽ khó lấy chồng. Tôi luôn nỗ lực để bản thân ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Sau mỗi năm, tôi có thêm kinh nghiệm sống và yêu cầu với một nửa theo đó cũng cao hơn, khiến đối tượng có thể đáp ứng tiêu chuẩn dần thu hẹp. Dù vậy, tôi vẫn xác định thả ế chứ nhất định không chịu hạ tiêu chuẩn chọn bạn trai.
Tây từng cố gắng ép bản thân chấp nhận tiêu chuẩn thấp hơn nhưng rồi cảm thấy thật vô nghĩa vì không thể hạnh phúc với điều đó. Nữ diễn viên sinh năm 1989 chia sẻ. Sở dĩ yêu cầu về người yêu cao là do Phương Oanh cũng đạt được nhiều thành công nhất định trong cuộc sống. Mỹ Nhân Hiền là một trong những nữ diễn viên thường xuyên đi du lịch sang chảnh. Bên cạnh đó, Phương Oanh còn đam mê bộ môn đánh golf chỉ dành cho giới nhà giàu. Sở hữu sự nghiệp khủng, Phương Oanh đặt ra cho mình một tiêu chí chọn chồng rất cao. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn quyết không hạ chuẩn mực, thà không tìm được bạn trai. Hai mối tình tan vỡ trước khi nổi tiếng. Vào năm 2016, Phương Oanh quyết định chia tay mối tình đầu tiên, đó là một người đàn ông từng trải và thành đạt. Nữ diễn viên chia sẻ, cô từng có ý định lập gia đình với người này xong cuối cùng lại mất niềm tin ở bạn trai và quyết định chia tay sau 4 năm gắn bó. Không lâu sau khi chia tay mối tình đầu, Phương Oanh gặp người mới. Tuy nhiên, mối tình này cũng sớm kết thúc vì bạn trai liên tục lừa dối. Thừa nhận mình đã yêu nhầm người, nữ diễn viên cho biết các biến cố tình cảm xảy đến với cô cho đến lúc đó đều do sự phản bội. Mối tình 5 tháng với doanh nhân hơn 2 tuổi. Một lần hiếm hoi Phương Oanh công khai chuyện có bạn trai là đầu năm 2020. Trên trang cá nhân, cô đăng tải những bức ảnh thân thiết bên một người đàn ông giấu mặt. Lúc bấy giờ, chuyện tình cảm của Phương Oanh được nhiều khán giả ủng hộ nhiệt tình. Cô chia sẻ nhiều về cảm giác hạnh phúc khi trúng tiếng sét ái tình với một doanh nhân hơn mình 2 tuổi, làm trong ngành khoáng sản. Trước đó, Phương Oanh có khoảng thời gian 2 năm không tìm hiểu ai, không kỳ vọng nhiều về tình yêu vì liên tục gặp phải những người không tử tế. Tuy nhiên, lần đầu gặp gỡ bạn trai doanh nhân qua lời giới thiệu, cô đã bị thu hút bởi dáng người gầy rong ròng, ánh mắt và nụ cười thân thiện của anh. Tôi nghĩ nếu đã là duyên thì chỉ cần nhìn ánh mắt, nụ cười cũng có thể cảm nhận đối phương có phải định mệnh của mình hay không. Anh là trường hợp đầu tiên khiến tôi cảm thấy như vậy và vừa gặp đã thích, nữ diễn viên chia sẻ. Thời điểm đó, Phương Oanh tiết lộ người yêu cô rất tâm lý, nhẹ nhàng, luôn nhường nhịn, giúp cô nhận ra hạn chế của bản thân. Cũng theo nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê, đây là người yêu đầu tiên khiến cô chấp nhận thay đổi bản thân để hoàn thiện hơn và gìn giữ tình yêu của họ. Nữ diễn viên cũng đăng tải rất nhiều hình ảnh tình tứ, thậm chí cả những khoảnh khắc khóa môi, ôm hôn bạn trai trên giường. Nhưng chỉ sau 5 tháng gắn bó, nữ diễn viên cho hay hai người đã chia tay vì những bất đồng trong quan điểm sống. Cô cũng trải lòng rằng bản thân đã rất kỳ vọng vào mối quan hệ này nhưng đáng tiếc mọi thứ không thể theo như ý muốn. Tháng 6 năm 2022, Phương Oanh tiết lộ cô đang độc thân. Sau nhiều biến cố tình cảm, nữ diễn viên cho hay cô mong muốn tìm được một người đàn ông thành đạt, có kiến thức, phù hợp với tính cách của mình để gắn bó lâu dài.